Hello, xin chào mọi người. Ngày hôm nay mình chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình về cái chủ đề microservice. Thứ nhất là cho các bạn có những cái mindset về microservice. Thứ hai là khi các bạn đi phỏng vấn thì các bạn cũng trả lời được. Cũng như là khi các bạn đi làm mà join vào dự án microservice thì các bạn cũng hiểu để các bạn triển khai. Thứ ba là mình đang build một cái khóa học về microservice. Thì những cái bạn nào có nhu cầu thì bạn đó có thể đăng ký với mình. Vì mình chủ yếu là dạy học mà. Thì trước khi đi vào cái chủ đề ngày hôm nay thì mình nói qua một chút những cái khóa học của mình nhá. Thì hiện tại là mình đang có 3 cái course. Course 1 là Structured Code và Setup CI/CD với Jenkins. Cái course 2 là Master Sheet với RabbitMQ. Cái course thứ 3 là Distributed System với RabbitMQ. Thì trong cái course 1 ấy, cái mục đích của course 1, các bạn có thể click vào link đây các bạn xem nhé. Mục đích của course 1 là cho các bạn có một cái view nhìn top looking down và các bạn có thể tạo ra được cái structure code của riêng mình. Và các bạn chú ý ở đây một chút là mình không build ra nhiều video rời rạc, mà mình build video nào là mình đóng những cái nội dung đấy luôn. Cho nên là có những cái video nó 1 tiếng rồi là 1 tiếng rưỡi, có video tận 2 tiếng rưỡi và video 2 tiếng. Cho nên là những cái video của mình thì mình muốn đóng luôn ngay cái scope đó. Cho nên là khi các bạn học thì các bạn cố gắng học hết video để có được cái kiến thức trọn vẹn, thay vì cứ xem lẻ tẻ. Thì đây là những cái khóa học của mình đã build. Khóa 2 thì làm việc hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái thư viện Master Sheet để làm việc với RabbitMQ. Cái khóa thứ 3 là khóa về Distributed System. Khóa này cực kỳ hay, các bạn có thể apply luôn vào trong cái microservice được. Đó là mình dùng SQL Server cho phần right side và MongoDB cho phần read side. Và trong này mình có sử dụng cái JAS Reverse Proxy để mình build cái API Gateway. Thì đây là 3 cái course mà mình hiện tại mình đang trail. Thì bạn nào có nhu cầu thì gọi là liên hệ với mình. Còn hôm nay thì mình đi vào chủ đề là microservice. Mình đi làm thì có một cái trường hợp để mình gặp rất là nhiều, đó là cái bạn thứ nhất bảo rằng là bạn đấy kể về một cái dự án microservice mà bạn đấy từng tham gia hoặc từng biết. Thì cái bạn thứ hai là bảo rằng đấy chưa hẳn là microservice. Thế thì cái điều đấy nó có đúng hay không? Thì thực ra nó như thế này các bạn ạ. Microservice ấy, nó muôn hình, nó gọi là nó cũng muôn hình vạn trạng đó. Mình mở cái bundle nhé. Cho nên là người ta có thể structure code nó như thế này hoặc structure code nó như thế nào, chứ nó không phải là luôn luôn một mô hình. Cho nên là có thể là các bạn join vào một cái dự án microservice, rồi các bạn gặp một cái dự án, một người làm một cái dự án microservice khác, thế người ta chia sẻ mà các bạn lại thấy nó không giống, hoặc các bạn thấy nhìn nó không đúng hoặc nó sai, thì các bạn bảo đấy không phải, nhưng thực ra nó vẫn là microservice. Microservice nó đơn giản là những cái service người ta tách biệt ra. Đó, nó có bound context riêng, tức là nó có gì? Nó có database riêng và nó host lên những cái con server riêng và nó scale như deploy riêng biệt. Và khi mà những cái service này này nó kết hợp lại với nhau thì nó tạo lên một cái ứng dụng hoàn chỉnh, thì đấy là một cái dự án microservice. Nó đơn giản vậy thôi các bạn. Nó không có gì cao xa hay là gì khó hiểu hay là đặc biệt đâu. Thậm chí ở trong cái dự án này mà người ta không dùng đến RabbitMQ thì đấy vẫn là một dự án microservice các bạn. Giả sử người ta không có kinh nghiệm nhiều về RabbitMQ thì người ta sẽ không làm, hoặc là người ta thấy khó hiểu thì người ta không làm, hoặc là một cái vấn đề lý do gì đó người ta không control được message hoặc là gì đấy người ta không làm. Thế nhưng miễn làm sao người ta vẫn đảm bảo được cái việc là cái ứng dụng người ta vẫn chạy ổn và người ta vẫn gọi là đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng, thì đấy vẫn là một cái application tốt mà người ta build theo kiểu là những cái service người ta tách riêng. Nó có gì? Ở đây mình ví dụ nhá, nó có database riêng và nó deploy lên những cái con server riêng. Thì ở đây mình sẽ lấy những cái ví dụ như kiểu đây là sẽ là product đây. Thì đây sẽ là customer, đây sẽ là order. Order, ở đây sẽ là mình lấy một cái inventory. Đó. Thì trong này nó có database riêng của từng thằng. Và nó sử dụng những công nghệ, có thể là sử dụng công nghệ giống nhau hoặc khác nhau. Và database này này, các bạn chú ý nhé, người ta có thể sử dụng database giống nhau hoặc khác nhau tùy thôi. Có thể là người ta có thể chung dùng chung một SQL server cả, người ta không thích thì người ta làm như vậy, chứ không hẳn là cứ phải microservice là bắt buộc gì? Bắt buộc là các bạn phải dùng những cái database bắt buộc phải khác nhau. Thế nhưng thực ra đây là dự án microservice. Thế nhưng mà khi mình đi làm thì mình vẫn luôn tìm ra một cái pattern nó tốt và một cái structure code mà mình thấy nó hợp lý và nó chuẩn, chứ chứ mình không bao giờ mình làm tùng lung. Cho nên tại vì sao là những cái service này nó có những cái công nghệ khác nhau và database nó cũng khác nhau.
vì nó phục vụ cho cái việc đấy nó tốt hơn là SQL Server đó. Và những cái ngôn ngữ khác nhau cho từng vấn đề nó cũng có những cái lợi ích khác nhau. Cho nên là đó là lý do mà người ta có thể là build rất nhiều ngôn ngữ hoặc là một ngôn ngữ, thì đó là tùy, cũng như là nhiều database hay một database thì đấy là tùy. Vậy thì ở đây các bạn chú ý cho mình một một điều như sau. Khi mà ngoài này có một cái front client, ở đây mình sẽ có một cái tập client trong này, ngoài này. Lên một cái application các bạn, khi nó có wrap lại với nhau thành một application hoàn chỉnh thì đấy là microservice. Thế thì khi mà chia nhiều service như này, deploy lên nhiều server thì cái phần mà phía client xử lý này thì nó phải call đến từng cái server như này. Đó, được chưa? Nó phải nhớ địa chỉ của từng server và trong khi đấy nó phải nhớ từng cái API của từng cái server này. Thì cái việc này làm nó phát triển càng ngày nó càng khó khăn, thì do đó là người ta mới sinh ra cái API Gateway chứ người ta không viết code như này. Đấy, các bạn hiểu bài toán chưa? À, mình cố gắng mình vẽ cái này dài ra một chút vì chốc nữa sẽ có thêm một vài cái vấn đề mà mình nghĩ là cần phải chia sẻ. Ok, mình sẽ cắt bỏ đoạn này đi. Đây các bạn chú ý giúp mình nha. Cho nên ở đây người ta có một cái API Gateway. Thì cái API Gateway này nó có nhiệm vụ là nó route, tức client này nó chỉ cần biết đến một cái địa chỉ của API Gateway thôi, nó không quan tâm đến những cái đằng sau. Thì cái API Gateway này nó có hai cái nhiệm vụ chính. Chính nhất là một là routing những cái traffic. Đó. Hai là load balancing nếu mà có một cái service nào đó muốn scale. Đó, chưa? Các bạn hiểu rồi chưa? Nó làm rất nhiều nữa nhưng mà mình chỉ nói đến những cái vấn đề chính thôi, còn khi đi làm thì mình sẽ có rất là nhiều. Thế thì bây giờ có một cái việc nó cũng sinh ra nữa, đây là cái API Gateway nha các bạn. Có một cái việc sinh ra nữa là gì? Đó là những cái con service này này, khi deploy lên môi trường cloud lên internet á, thì cái địa chỉ IP đó nó của những cái con này ấy, thì nó là địa chỉ IP tích và địa chỉ IP đồng, nó không phải là IP tích, cho nên nó có thể thay đổi tùy theo cái reverse proxy, nó có thể là bị shut down rồi nó bật lên rồi nó lại bị thay đổi cái địa chỉ IP. Vậy thì bây giờ làm sao để mà mình cấu hình trong cái API Gateway này được? Cũng giống như là nếu mà thằng này mà deploy lên nữa, triển khai lên nữa, đấy, thì có phải là thằng này phải nhớ thêm một cái địa chỉ IP và bọt. Vậy thì đó do đó là nó lại hình thành thêm một cái structure code nữa các bạn. Cho nên là bình thường như các bạn nhìn sample á, các bạn chỉ thấy đây thôi, client call vào API Gateway. API Gateway routing traffic tới những cái gì? Những cái service. Được chưa? Trong này mình sẽ nói service communicate với nhau. Thế thì ở đây này, nó lên một cái mô hình nữa là trong này nó lại có một cái gì? Nó có một cái service discovery các bạn. Cái service discovery này ấy, nó có nhiệm vụ là nó sẽ tự động nó tìm đến những cái IP và port. Đấy, cái gọi là cái địa chỉ vật lý của từng cái service để deep clean và deploy để nó code. Chứ API Gateway này nó không cần phải nhớ những cái điều đấy. Thế thì làm sao để mà nó handle được cái điều này? Và các bạn chú ý nhá, tại sao là lúc người ta triển khai như này, lúc người ta không triển khai như này? Thì các bạn chú ý một điều như này. Mỗi khi mà các bạn thêm một cái phần vào thì rõ ràng các bạn phải monitor cho cái phần đấy. Đó, các bạn hiểu chưa? Lỡ ngay mà thằng này chết thì ra ngoài này không côn được. Đó. Giống như thằng API này mà chết thì thằng ngoài này cũng không côn được. Thì đương nhiên người ta sẽ có những cái bài toán là high availability. Thì những cái bài toán đó thì sẽ nói sau nhá. Còn ở đây nó sẽ có một cái service recovery các bạn. Và đây API Gateway. Đấy, nó sẽ đi thường thường nó sẽ đi như vậy. Thế thì làm sao để mà cái service recovery này nó biết được những cái địa chỉ của những cái thằng này? Cho dù nó có trên, nó có thay đổi, nó hôm nay deploy lên bên này mà hôm sau deploy lên một cái khác thì làm sao mà service recovery nó hiểu và nó biết được. Đúng không ạ? Cũng giống như khi các bạn trên đây này, trên một cái một trên nếu mà các bạn không có service recovery nhá mà các bạn trên bộ trên bộ đắc thì rõ ràng các bạn phải update cái config cho cái thằng API Gateway chứ không làm sao nó biết cái thằng này ở đâu nó để mà code được, đúng không? Đấy. Thế thì thực ra là cái service discovery này là những cái service này nó phải đăng ký, được chưa? Tức là những cái service này nó phải chủ động nó đăng ký vào trong cái thằng service discovery đó. Và khi nó đăng ký như thế là nó đăng ký theo một cái nó đăng ký trong này có một cái username, tức là nó đăng ký theo một cái tên.
Giả sử như đăng ký trong service này nó có tên là Product Service, Customer Service, Order Service và Inventory Service. Vậy thì cái API Gateway này nó cứ côn theo cái tên này thôi, nó không quan tâm. Còn gì, cái tên này đã được thằng này đăng ký rồi, thằng này đăng ký với cái tên là gì? Product Service rồi. Cho nên là thằng này cho dù có deploy lên con server nào thì cái thằng này vẫn đăng ký trong 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 cái service recovery với cái tên là product service rồi. Cho nên là gì? Cho nên là cái thằng service recovery này nó có nhiệm vụ là nó sẽ tự động nó truy tìm được đến cái địa chỉ vật lý của từng cái service. Thì đây là cái mô hình mà đi làm thực tế là các bạn sẽ gặp. Còn cái việc mà từ API này mà các bạn côn vào trong ngày luôn đấy thì đó là hầu như là những cái khóa học mà người ta làm nó đơn giản đi để cho các bạn dễ hình dung, hoặc là người ta sẽ không, hoặc là người ta chưa có kinh nghiệm về service recovery hoặc là cái gì đấy để người ta nói thì người ta có thể làm những cái bài toán như vậy. Thế nhưng ở đây thì phải có service recovery. Đây các chị ạ. Thì nó sẽ tự động nó tìm như vậy. Thế thì bây giờ ấy, cái bài toán này này thì nó sẽ đúng cho cái trường hợp mà những cái service này mà các bạn chỉ cần expose ra API và các bạn call gọi bình thường. Mình chưa nói đến những cái việc là những cái service này gọi là những cái service này nó communicate với nhau nhá. Đây là đang ở ngoài đi vào thôi. Được chưa? Đang ngoài đi vào thôi. Và các bạn chú ý này, đây là dành cho trường hợp RESTful API. Đúng không ạ? Còn có những cái bài toán mà nó thực tế hơn nữa, thế nhưng mà nó sẽ khó triển khai vì nhiều lúc như kiểu là cũng phải xem thử là trong team người ta có mạnh hay không hay như thế nào đấy. Chứ không bây giờ mà triển khai xong rồi anh em trong team lại không 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 triển khai được hoặc không hiểu thì cho nên là người ta cũng không thể triển khai được. Cho nên là các bạn phải biết một điều rằng là khi mà chọn cái mô hình hay chọn cái gì phát triển ấy thì người ta cũng phải xem cái team nó như thế nào. Để mình back về một chút nha. Ở đây các bạn. Rồi, mình sẽ giữ lại cái hình này. Thì đây là cái mô hình đầu tiên này các bạn. Z một cái đi. Thì các bạn chú ý cho mình nhá, cái mô hình bên này này là cái mô hình mà mình vừa nói là nó dành cho RESTful API. Còn bây giờ cái bài toán như này. Đây là API Gateway. Ok. Thế nhưng mà gì? Thế nhưng mà cái RabbitMQ này các bạn này, mình nên vẽ một cái hình khác cho các bạn dễ hình dung cái RabbitMQ nhá. Cái RabbitMQ nó không phải nằm ở phía sau để nó giao tác, giao tiếp giữa những cái service này mà nó còn nằm ở trước này nữa này. Các bạn hiểu không? Người ta không expose API. Cho nên là đôi lúc mà các bạn join vào một cái dự án nào đó mà các bạn qua dự án hoặc là ai ấy người ta kể các bạn bảo là nó không phải Microsoft Service thì nó không không đúng. À, các bạn chú ý cái mô hình này dùng cực kỳ nhiều mà nó sẽ khó một chút. Và cái điều này này đó là trong API Gateway nó sẽ gì, nếu mà comment đúng không, nếu mà comment nó sẽ boost vào RabbitMQ các bạn được chưa, boost vào RabbitMQ và từng cái service này nó làm nhiệm vụ gì, nó sẽ consume những cái comment. Các bạn hiểu bài toán đó, consume những comment để nó insert vào database chưa. Thế thì bây giờ cái phần query mình đang nói là dùng một database thôi nhá, mình chưa tách đâu nhá. Cho nên là các bạn thực tế nó còn thực tế nữa. Thì tùy thôi, cái nào cũng thực tế cả. Cái này cũng có thực tế đó các bạn này. Và cái bên này cũng có thực tế, mà những cái bài toán khó hơn nữa thì cũng có thực tế. Cho nên là nó rất là nhiều cái mô hình. Thế thì bây giờ cái phía query thì làm sao? Đây là phía comment nha các bạn. Thế bây giờ phía query thì làm sao? Phía query thì người ta lại đi theo cái gRPC các bạn. Đây, nếu mà query thì đi theo gRPC, RPC. gRPC. Thì gRPC nó sẽ query trong từng cái thằng này. Đó. Các bạn hiểu bài toán chưa? Thế nhưng mà trường hợp này này thì người ta lại thường ấy, các bạn chú ý nhá, trường hợp này thì có làm được cái service recovery không? Các bạn đoán xem có làm được không? Tại vì nó đâu có routing traffic API các kiểu gì đâu. Nó cứ bút lên ra biết một queue thôi. Còn thằng nào hứng thì thằng đấy làm. Nó không quan tâm gì cả. Đấy, được chưa? Miễn là gì? Miễn là trong cái bộ network này nó thông với nhau nha các bạn. Được chưa? Cho nên là khi mà query này nó đi qua RPC, các bạn chú ý nhá. Giả sử như là ở đây này, nó không phải là một cái API gateway
nó không, tức là nó đóng vai trò là một API gateway nhưng mà nó không bình thường ấy. Như các bạn đi làm các bạn cứ hiểu là dùng Ocelot, dùng JAT Reverse Proxy để build API gateway. Thế nhưng API gateway nó không có nghĩa là thế các bạn ạ. API gateway nó có nghĩa là gì? Nó đứng một mình và nó lắng nghe từ client và sau đó là nó sẽ tự động nó điều hướng được đến từng cái service, thì đấy là API gateway. Cho nên thằng này này nó chỉ là một cái gì, một cái project bình thường thôi chứ nó không có apply Ocelot hay là JAT Reverse Proxy nó routing traffic đâu các bạn. Nếu mà gì, nếu mà RPC nó sẽ call những cái function này luôn, nó call những cái function này đấy, nó dùng gRPC client nó call những cái function từ phía server này. Còn nếu là command push lên RabbitMQ luôn đấy, push lên RabbitMQ luôn chứ nó không routing traffic đi đâu cả. Cho nên bài toán này không có service discovery hay nó cũng không phải là API theo kiểu Ocelot đâu các bạn. Thì đây là cái, đây là hai cái bài toán mà nó điển hình mà các bạn hay gặp nhất. Được chưa? Thế thì bây giờ mình quay lại với cái bài toán mà mình nói sâu một chút ở phía sau này. Đó là những cái service này nó communicate với nhau. Thì nó có thể cầm, tức là thằng này, thằng customer, mình giả sử product customer đi. Thì product nó có thể expose API và customer nó có thể call vào là chuyện bình thường. Nó có thể call API, call bất cứ cái gì. Đấy, nó có thể call API các bạn. Thế nhưng mà nó có một cái công nghệ mà nó cho cái tốc độ nó nhanh hơn thì nó là nó dùng gRPC. Đấy, các bạn cố gắng tìm hiểu gRPC. Thì bài toán này mình chỉ mention đến thôi chứ mình không nói sâu bản chất những cái vấn đề đấy. Cho nên là không phải là trong dự án Microservice mà thấy ai đó không dùng gRPC thì các bạn bảo đấy, đấy chưa hẳn Microservice thì đầu đó là cũng không đúng. Được chưa? Thế thì ở đây này, người ta có thể gì? Người ta có thể call HTTP hoặc gRPC dựa những cái service này với nhau. Đó là chuyện bình thường, tùy thôi. À, tùy chọn theo cái nào thôi. Thế nhưng mà đi làm ấy thì thường là gRPC cả chứ không ai là đi làm mà call HTTP những cái service này với nhau. Không gọi là không phải không ai mà gọi là thường thì người ta sẽ chọn như vậy. Đấy là các bạn hiểu bài toán nhé. Và cái bài toán này là đang dùng một database thôi. Còn ra trường hợp mà các bạn muốn nó gì? Các bạn muốn nó cực kỳ là flexible hơn nữa thì lúc này nó lại sinh ra hai cái project nữa cơ. Tức là một cái phía comment này này. Được chưa? Mình sẽ vẽ một chút nhá. Ở đây này có một cái comment và ở đây bên này có một phía query. Comment thì làm với SQL. Được chưa? Và query thì làm với MongoDB vì gRPC thường nó đến với MongoDB để nó được cái performance tốt nhất các bạn. Thì các bạn chú ý cho mình một chút đây, mình vẽ lại cho dễ hình dung. Thì lúc này cái comment này này là nó đi vào cái thằng comment này. Ở đây là chia tách ra nha các bạn, chứ không phải là ở đây không phải là thằng này đi vào đây đâu nhá. Mà đây gọi là chia tách như này thì bỏ đi cái thằng trước này nhá, bỏ thằng service trước này. Đó. Và cái thằng gRPC này thì nó lại query từ cái thằng query side này. Đó. Các bạn hiểu bài toán chưa? Thế thì cái performance mình đạt được rồi thì nó sinh ra cái bài toán consistency giữa hai cái database này. Thì các bạn mà học code 3 của mình thì các bạn có thể làm được cái điều này cực kỳ là ngon ơ luôn. Đấy, phía read side và write side. Đấy. Thì ở đây là boost lên RabbitMQ, sau đó là bên này sẽ consume và persist xuống database. Thì đây là cái mô hình mà các bạn thấy rất nhiều. Thì bây giờ mình nói một chút về cái việc mà cực kỳ quan trọng mà nhiều người hay quan tâm này, và cũng như là cái câu hỏi mà các bạn đi phỏng vấn mà người ta hay hỏi. Đó là cái việc mà làm sao để mình có thể transaction. Tại vì các bạn biết nha, transaction ấy mà khi mà mình làm một project thì nó chung một cái DB context thì các bạn có thể transaction nó ok. Thế nhưng bây giờ ấy, nó có rất là nhiều local transaction, trong cái product nó có transaction của chính nó này. Thế nên là còn gọi là customer, order và inventory như thế. Nó không liên quan đến nhau. Thế thì làm sao mà mình gọi là mình consider gọi là mình transaction được dựa những cái service này với nhau. Thì nó mới sinh ra một cái gọi là cái saga pattern các bạn. Những bạn nào mà đi tìm gọi là đi bắt đầu về tìm hiểu về Microservice ấy thì các bạn nhiều lúc các bạn hơi khó hiểu về cái saga pattern này. Thế nhưng thực ra nó không có gì quá khó cả các bạn, nó cực kỳ easy, thật sự là nó easy, nó thật sự thế. Thế thì ở đây mình sẽ vẽ lại một cái ngữ cảnh khác để cho các bạn dễ hình dung. Đây, mình kéo to xuống như này một chút. Đây. Ở đây có một cái bức tranh khác các bạn. Mình chọn một cái màu đẹp đẹp nhá. Đây. Ở đây sẽ là package này. Order này. Payment. Inventory.
shipping và notification. Tức mình nói thì các bạn hình dung nhá, còn không mình vẽ lại, mình viết lại này, chứ mình không viết rõ ra, được chưa? Thì đây là package thì dùng để quản lý giỏ hàng, đây là cái order để quản lý cái đơn hàng, rồi đây là payment thanh toán, ở đây là sẽ là cần phần inventory đấy, tồn kho, shipping là vận chuyển các bạn, và notification thông báo. Tức thì cái basket và check out, các bạn chú ý nhé, cái luồng nó như này, basket check out thì order được tạo, được chưa? Khi order được tạo thì nó sẽ bắn cái sự kiện sang cho gì, thằng payment thanh toán. Thì thằng payment nó sẽ validate cái thông tin user nhập đúng hay không, tài khoản còn đủ tiền để trừ hay không đó. Nếu mà ok thì bắt đầu qua thằng inventory để mình gì, để mình kiểm tra và mình update inventory là mình sẽ trừ đi bao nhiêu sản phẩm đấy, vì người ta đặt hàng. Nếu mà thành công thì bắt đầu gì, đến thần shipping vận chuyển này, vận chuyển đến cho khách hàng thì bắt đầu notification vận chuyển đi, bắt đầu notification cho khách hàng, và lúc này ấy, các bạn gì, complete cái order đúng không ạ? À không phải, đây là đây, order nó nằm ở đây cơ, còn đây là basket rồi đấy, complete cái order đó, các bạn chú ý nhá. Đây là cái luồng succeed, cái luồng nó fail thì nó có thể fail ở những cái bước nào? Nếu mà fail ở mức bước cái bước mà gọi là đơn hàng được tạo thì không sao cả. Nếu mà fail ở bước payment đúng không, thì các bạn là cancel này đấy, cancel gì, cancel cái đơn hàng này đúng không, cancel cái order đấy, tức là fail ở bước payment thì cancel order đấy, fail. Thì ok, con sẽ đi như này cũng được. Thế thì bây giờ giả sử inventory mà các bạn trừ tồn kho cũng được thì nó cũng fail ở đây đấy, được chưa? Đó thì nó lại đi, thì nó lại cancel là cái bằng payment đấy, nó tức là nó sẽ đi như vậy các bạn. Thì payment cancel xong thì lại mất đếp luôn được thằng gì, thằng order cancel. Thế là cái luồng mà trong lúc mà mình thanh toán. Thế bây giờ cái Saga button đấy thì nó có hai cái implement, hai cách implement. Một là cái choreography, hai là cái orchestration. Cái choreography thì nó đơn giản thế này các bạn. Choreography là những cái service này này. Bây giờ mình copy lại một chút. Mình lấy trong cái ngữ cảnh choreography. Ở đây các bạn sẽ có một cái service bus nha, cái message nha, là biết kêu ấy, được chưa? Choreography có nghĩa là các bạn không có một cái gì đấy, một cái on top để các bạn gọi là manage nó, tức là nó không có cái central, gọi là central control, nó không có cái quản lý tập trung ở giữa nào lại, mà từng cái order này nó tự động nó subscribe và tự động nó gì, tự động nó thực hiện. Giả sử như cái gì, basket mà bấm checkout phát nó bút một cái gì, một cái message đến RabbitMQ là gì, là basket checkout order, nó sẽ consume, nó có consume, nó cứ lắng nghe ở đấy, nó consume cái sự kiện là basket checkout, và lúc này này nó consume basket checkout là một, các bạn nhìn nhá, và nó thực hiện tạo order. Sau khi tạo order xong nó lại push lên một cái event order created đấy, các bạn hiểu bài toán chưa? Thằng bên mình này thì nó lắng nghe cái sự kiện order created đấy, nó lắng nghe cái message như thế để nó thực hiện payment. Thế nếu mà payment fail thì nó bắn lại cái sự kiện là payment gì? Payment fail, gọi là payment fail, đúng không? Thế nếu mà nó bắn lên payment fail thì order này nó lại lắng nghe thêm một cái là payment fail. Đấy, nó lắng nghe thêm một cái event nữa đó các bạn ạ, một cái message nữa. Và nó bắn, nếu mà trường hợp fail, còn nếu mà succeed nó lại bắn lên payment success. Các bạn thấy cái luồng nó đi chưa? Payment success. Thế thì cái payment success này này, thằng này thì lắng nghe cái sự kiện là order created. Nó lắng nghe cái thằng payment success này thì tại inventory nó lắng nghe. Các bạn thấy bài toán chưa? Inventory lắng nghe thì inventory mà xử lý fail thì inventory lại bắn lên cái sự kiện gì? Là inventory fail hoặc là reserve fail, tức là không không trừ được. Thì thằng payment này nó lắng nghe thêm một cái sự kiện đó là inventory fail. Đó, một cái message nữa là inventory fail. Đó, để nó xử lý. Nó hai luồng mà các bạn. Và nó lắng mà nó fail thì nó bắn về fail thì thằng order là lắng nghe fail, còn nếu mà thằng này succeed thì bắn lên cái thằng succeed, và những cái service này này
nó tự động gì, ở nó phải tự mình nó lắng nghe và tự mình nó xử lý. Thì cái bài toán này nó không phù hợp cho những cái trường hợp mà cái gọi là cái business nó phức tạp nha các bạn, vì nó không có một cái gì nó quản lý tập trung. Mà thường là với cái những cái dự án mà có những cái team khác nhau ấy, thì có những cái team khác nhau và dùng công nghệ khác nhau ấy, thì cái bài toán này thường là rất ít khi được sử dụng. Tại vì mình không thể biết, giả sử như mình chỉ làm nên mình chỉ doi đến cái phần order thôi, mình không biết được thằng payment nó supply những cái gì. Giả sử bây giờ mình bắn lên order created mà một cái phân hệ nào đấy khác hoặc một cái service nào đấy khác sau này tích hợp vào. Đấy, sau này tích hợp vào thì nó vẫn lắng nghe đó, nhưng nó lại lắng nghe đúng cái order created mà nó lại quên là thằng này gì, thằng này đã tạo hoặc gì đấy. Hoặc là workflow nó không theo thứ tự. Đấy, thằng này có thể lấy trước, thằng kia lấy sau. Mà nó xử lý trước xuống database rồi thằng kia xử lý sau xuống database. Thì cái bài toán nó lại là còn phức tạp nữa. Cho nên là cái trường hợp này ấy, nó cực kỳ flexible. Nó nghĩa là nó không có cái gì quản lý nó cả. Thì những cái bài toán mà nó đơn giản hoặc là trong một cái công nghệ hoặc các bạn control hết, thì cái bài toán này các bạn có thể làm luôn, cực kỳ ok. Thế nhưng mà rất khó để monitor, management. Vì các bạn không hiểu. Tại vì như bây giờ các bạn xem, các bạn phải click vào trong cái project của thằng Bucket, các bạn xem của nó có boost những cái thằng gì nhỉ. Và sau đó các bạn phải mò trong từng cái service này, các bạn xem là những cái service nào nó lắng nghe cái sự kiện mà thằng Bucket này nó vừa bắn lên ra biết không kêu. Đó. Thì đó là cái choreography. Còn cái thứ hai là cái orchestration. Nó đơn giản vậy thôi các bạn. Mà nhiều người, tức là khi đi vào triển khai thì mình triển khai xong các bạn còn thấy nó dễ nữa. Cho nên những khóa học của mình thì mình gọi là mình cố gắng build nó ở mức độ gọi là top looking down các bạn. Các bạn có thể hình dung nó rõ hơn. Có thể nhiều nhiều cái mình nói nó chưa được hay nhưng mà mình vẫn đi theo cái hướng đấy. Để mình nhìn một cách tổng quan. Thế thì như lúc này. Thì ở đây vẫn là một cái ra biết MQ này các bạn. Đấy. Còn các bạn nào không làm ra biết MQ thì bắt buộc HTTP thôi. Ở đây là AMQP mà. Mình muốn dùng async mà. Đấy chứ. Còn bạn nào không thích, bạn nào mà không có cái khái niệm về async thì các bạn dùng HTTP, các bạn call. Chứ còn bây giờ mà bảo là người như này chưa hẳn Microsoft hoặc gì đấy thì cái bài toán đó là mình đã giải thích rồi nhá. Cho nên mình không nói lại nữa. Thì ở đây các bạn chú ý cho mình vẽ cái màu khác khác một tí đi. Màu xanh nha. Các bạn có một cái orchestration ở đây các bạn. Orchestration ở đây. Thì cái thằng này nó sẽ nắm đầu. Đấy, nó sẽ nắm đầu. Giả sử gì? Thằng Bucket này bắn lên cho ra biết kêu một cái gì? Bucket checkout. Thì cái thằng này nó consume cái Bucket checkout các bạn. Đó, được chưa? Nó còn xem bucket checkout. Đấy, nó còn xem bucket checkout ở đây. Và sau đó là gì? Sau đó nó lại bắn ra cái sự kiện. Thằng này bắn ra sự kiện là bucket checkout. À, cái nó sẽ call đến cái thằng, tức là nó sẽ gửi đến cái thằng order rồi này. Để thằng order này xử lý. Thì thằng order này nó vẫn lắng nghe cái sự kiện là bucket checkout. Thế nhưng mà ý bảo là đây gì? Là các bạn có một cái thằng ở trên này này. Là các bạn nhìn vào đây các bạn hiểu. Thì các bạn sẽ theo thứ tự mà if else là các bạn switch case ở đây sẽ bắn ra cái gì hay trường hợp gì. Thì có nghĩa là các bạn có một cái mô tả ở đây này, còn thực ra nó vẫn hơi xem như này nhá. Cái khác ở đây là gì? Cái khác ở đây là các bạn có thêm một cái project đấy nữa để các bạn dễ nhìn, dễ hình dung. Các bạn if đấy, giả sử các bạn if else gì đấy, giả sử bucket lắng nghe được sự kiện bucket thì các bạn sẽ có thể bắn lên lại ra biết cái sự kiện là bucket để call đến thằng order. Hoặc là các bạn sẽ một cái event khác đi. Mình không tên là bất kỳ checkout nữa mà gọi là order gì gì đấy của cái comment. Đấy các bạn hiểu bài toán chưa? Tức là thằng này chủ động bắn ra, thằng này chủ động bắn. Đấy, thằng này chủ động consume. Tức là có thể là mình vẽ lên đây một cái rabbit MQ nữa thì các bạn dễ hình dung hơn này. Tức là thằng này bắn lên rabbit MQ này, được chưa? Thằng này đi vào đây, thằng này bắn vào đây thì nó hơi rối. Được chưa? Thằng này lại bắn ra cái sự kiện là order create tức là một cái comment các bạn. Thực ra là các bạn khi mà học cái code 2 hoặc là code 2 của mình ấy thì các bạn phải hiểu một cái điều là nó có comment và event. Đấy, các bạn hiểu không? Comment là gì? Comment là một cái hành động. Còn event là một cái kết quả của cái hành động đấy.
Cho nên là thường thường cái event nó là quá khứ, à chỉ như order created. Còn trường cái comment là gì? Là create order. Các bạn hiểu bài toán nhá. Cho nên thằng này này nó bắn ra cái event là package check out, đã check out rồi. Đã, còn mình sẽ nốt thêm một chút cho các bạn dễ hình dung nhá. Là gì? Pass. Thì không nhiều bạn lại thấy nó lại hơi giống với bên này, lại không 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 hình dung ra. Ở đây sẽ là basket check out. Đấy, basket check out. Thế thì cái thằng orchestration này nó lắng nghe cái event này. Sau khi lắng nghe sự event này xong ấy thì nó bắn ra, nó send một cái command các bạn. Nó không phải bắn event mà lúc này nó send command này. Đấy, các bạn học, các bạn phải hiểu về command và event. Command, đây là event các bạn. Command là create order. Đấy, các bạn hiểu bài toán nhá. Create order. Cho nên là tại sao lại có comment mà lại có event các bạn. Đấy. Thì lúc này thằng order này nó lắng nghe cái sự kiện là create order, lắng nghe comment này và nó xử lý. Xong nó xử lý xong thì nó lại bắn ra cái gì, một cái event là order created, tức là event nhé các bạn. Bắn ra event nhé, order created. Order đã tạo. Thì lúc này thằng thằng này lại lắng nghe cái sự kiện đó, và thằng tức là thằng này là một cái thằng điều phối các bạn. Lắng nghe xong thì nó lại bắn ra cái comment, chứ không phải event nhé. Comment là payment. Đấy. Payment process tức là xử lý gì? Xử lý thanh toán các bạn. Là process payment. Đấy các bạn. Thế thì thằng này xử lý xong thì nó sẽ bắn ra gì? Nó sẽ bắn vào hai cái event đúng không? Thằng này nó chỉ nhiệm vụ bắn event thôi các bạn này. Được chưa? Lắng nghe event và bắn event thôi này. Bắn lắng nghe comment và bắn event thôi này. Ở đây thì là gì? Payment success hoặc payment fail đúng không nè? Đó, nó sẽ có hai cái đấy. Payment success. Success. Fail. Đấy. Thì thằng này nó lắng nghe và nó điều phối. Tức các bạn lúc này ấy, các bạn chỉ cần nhìn vào cái thằng này này, nhìn vào code trong cái thằng orchestration này này, là các bạn hiểu được cái luồng nó rồi. Và nếu có sai, có lỗi thì các bạn sửa ngay ở đây luôn. Đấy, các bạn hiểu bài toán chưa? Chứ còn nếu bây giờ giả sử có sai, có lỗi và trong hợp là choreography này, mà cái team này là một team khác, rồi các bạn không biết chui vào đây mà sửa đâu. Hoặc là thằng này đang lắng nghe nhầm một cái event của thằng khác, mà không lắng nghe order. Đấy, cho nên là trường hợp này thì các bạn lại xử lý được. Thế thì có hai cái trường hợp này này, nó thì có ưu điểm và nhược điểm riêng các bạn ạ. Cái thằng choreography này nó cực kỳ flexible, nó không có cái nào là quản lý cả. Thế nhưng mà nó khó control. Còn thằng này nó gọi là nó gì? Nó có một cái central control các bạn hiểu không? Nó có một cái central control. Vậy thì lúc này nó lại gặp cái bài toán là nó có một cái bottleneck các bạn ạ. Tức là nó chỉ có một cái project này nó đi vào. Thế trường hợp thằng này mà chết thì service đứt luôn. Đó, lúc này là tính cái bài toán là high availability. Mà các bạn nhìn nhá, mỗi khi mà thêm một cái mắt xích vào thì rõ ràng là các bạn phải tốn tiền cho một con server để deploy nó. Cho nên là đó là lý do mà tại sao Microsoft tùy theo từng công ty, tùy theo từng dự án người ta có build hay không và người ta build theo những cái mô hình nào. À, thì ở đây thì mình cũng đang cố gắng để build một cái khóa học Microsoft làm sao cho nó thực tế nhất. Thế nhưng mà cái trường hợp này là mình sẽ không build này, tại vì nó sẽ complicate mà nó phức tạp và các bạn sẽ cực kỳ khó hình dung. Và mình nếu mình build build thì tức là mình sẽ build ở bước phút cuối thôi. Đó là chia tách cái này thành hai cái comment và query. Thực ra là bạn nào học code 3 thì các bạn apply luôn vào nhé. Nó cực kỳ easy đấy, nó không có gì khó đâu. Tại vì code 3 là các bạn học cái này rồi mà. Thì mình đang thiết kế để mình build theo cái hướng nó thực tế nhất. Và ở đây thì mình cũng sẽ gọi là hướng dẫn cho các bạn đi theo cái hướng là orchestration này, nó dễ làm. Và đương nhiên mình có thể là mình sẽ giải thích thêm cho các bạn và demo cho các bạn với trường hợp là choreography này. Cho nên là mình giả sử như mình control được cái công nghệ và mình làm được trụ được cái điều này thì mình có thể tự làm thôi. Thì đây là những cái kinh nghiệm của mình về cái lĩnh vực microservice. Thì bạn nào có nhu cầu thì các bạn có thể đăng ký với mình nhé.
Và thực ra mình khuyên là những cái khóa học của mình cũng build theo một cái trình tự rồi. Cho nên là bạn nào mà máu chiến vào Microsoft mà các bạn học vào và các bạn không hiểu là các bạn cũng sẽ rất là mà lan man. Tại vì sao? Tại vì có thể các bạn lấy được cái code của mình nhưng các bạn không thể hiểu được cái bản chất của nó. Tại vì những cái gì mà mình đã nói code 1, code 2, code 3 rồi thì mình sẽ không nói lại đâu. Tại vì sao? Tại vì nếu mà mình nói lại mình lại thêm một cái gì? Thêm một cái code nữa trong cái code này. Tức là nó phải cực kỳ nhiều cái kiến thức như vậy. Giả sử như build cái code 1, 10 video rồi. Nếu mà nói thêm code, nếu mà giải thích lại code 1 thì khác gì là mình lại lấy code 1 mình nói lại từ đầu. Cho nên là mình build cũng cố gắng build theo một cái kiến thức theo một lộ trình rồi. Nhưng mà đối với những cái bạn nào mà kiến thức tốt thì các bạn cũng có thể ignore những cái phần đó mà các bạn học theo phần này thì đó là cái recommend của mình thôi. À, chúc mọi người học tốt. Xin chào mọi người.